Hội Thép Việt Nam vừa cho biết là tổng công suất sản xuất thép cuộn các loại của các doanh nghiệp thép Việt Nam hiện nay đạt khoảng 3 triệu tấn một năm. Dự kiến cho đến cuối năm nay khi nhà máy sản xuất thép của Formosa tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động thì tổng công suất thép cuộn sản xuất trong nước sẽ đạt khoảng 4,5 triệu tấn một năm. Thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết cả nước hiện có 15 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Thép đang sản xuất và có sản phẩm thép cuộn bán trên thị trường. Trong đó có sản phẩm thép của một số doanh nghiệp thép lớn như Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thép Miền Nam, Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, Công ty Thép Bumina. Hiện năng lực sản xuất thép cuộn của các doanh nghiệp trong nước ước đạt khoảng 3 triệu tấn một năm và sẽ tăng trưởng lên mức 4,5 triệu tấn một năm vào cuối năm nay khi nhà máy thép của Formosa Hà Tĩnh đi vào hoạt động. Về chủng loại, các doanh nghiệp trong nước đang sản xuất thép theo tiêu chuẩn TCVN 1651 năm 2008, TCVN 1766 1975. Thép cuộn mang các mát tiêu chuẩn này đang được bán trên thị trường trong nước. Hiện một số doanh nghiệp thép đang trong quá trình thử nghiệm để sản xuất các mặt hàng thép cuộn có yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.